thành Farmy, thêm đạm thực vật, thêm cân bằng cuộc sống. Tại sân 25 này để chương trình của chúng ta diễn ra nha. Nào xin mời các đội hình chúng ta sẽ chơi trò chơi dùng trí tuệ nha anh em. Rồi, bây giờ cứ theo thứ tự thôi, đi ra. Mira, vô. Bây giờ chúng tôi có thời gian quy định cho một đội, đó chính là 2 phút. Và từ khóa của chúng tôi sẽ liên quan tới các bài hát, tên các bài hát. Đội nào trong vòng 2 phút đoán được nhiều đáp án hơn là đội chiến thắng. Bây giờ Junty là người sẽ nhận đáp án. Đúng rồi. Sau đó diễn đạt cho 5 thành viên còn lại nha. Ai diễn đạt chúng tôi nhận một đáp án cuối cùng thôi là giơ tay lên. Rồi. Quay lên Junty. Chà, ba cái trò này mọi người ơi, hình thể của tôi thì cô Vĩnh Quy cũng biết rồi. Dạo này như thế nào? Hình thể thì dường như không có. Bây giờ chơi nha. Chơi. Chuẩn bị. Tôi nói hết. Thời gian 2 phút bắt đầu. Ai hát? Bây giờ ông nói. Nè. Nè cái gì? Phía sau một cô gái. Phía sau một cô gái. Chạy ngay đi. Chạy đi chờ chi. Năm chữ mà. Chạy. Chạy về nơi phía anh. Nói đầu chữ. Quá. Câu trời. Cầu cho nắng lên. Cầu mưa. Không phải. Gieo quẻ. Gieo quẻ. Chính xác. Tiếp. Nhảy dây đá cầu. Chính xác. Bị. Bé nó bị gì mà nó nhảy. Bị. Ủa có bài này hả? Phía trước tao nhìn thấy bắt đầu có nhiều thử thách, áp lực gia tăng đến chóng mặt, men tao tự hỏi phải làm sao và tìm cách vượt qua được không bằng hoàng. Khi mà nhìn đâu ai cũng thấy hoài nghi, không tiếp tục đi cứ hoài nghi, đừng nên để cuộc đời hoang phí, ghét đi tiếp tục. Qua hả? Chơi gì? Mấy chữ? 5 chữ. Trời gì? Trời hôm nay có mưa hả? Mây. Hết giờ. Sữa chua uống với vô. Năng lượng xanh lành. Chọn hành trình Yuka. Vé vô. Bài hát của Lâm khó diện lắm. Phải là động tác của Lâm đó. Tôi rất là mệt mỏi. Tôi không biết là cái bài hát này á, nó quá dễ mà. Thứ nhất là tôi chê cái mỏ ra. Trong đó nó có một anh hay ra. Dẻ quá, nó cứ vậy nè. Sao hay ra dẻ? Dẻ quá. Tôi làm tới đó luôn mà không nhận ra. Nhưng mà tại sao vượt chướng ngại vật rồi lăn lộn này vậy? Thì cái bài tôi là vượt chướng ngại vật. Thì mình cứ nghĩ là mình nhảy rồi mình làm giống như là... Tại sao mình lăn lộn đây? Thì vượt chướng ngại vật. Người ta vượt phải lăn qua chướng ngại vật đâu. Thì bây giờ làm quá cũng không nhận ra nữa. Nhưng mà chúng ta muốn cập nhật kết quả là bao nhiêu cái đáp án đúng mà.
ba đáp án đúng, ba đáp án đúng trên 10 đáp án. Thôi nhiều lắm. Giỏi. Nhiều mà. Anh ơi. Còn chúng tôi nè, mấy đứa, thời chúng ta tới rồi, thể hiện nào. Đến lúc tỏa sáng rồi mấy em ơi. 2 phút dành cho Ngô Kiến Huy và đội của Ngô Kiến Huy xin phép bắt đầu. Là gì ạ? Baby one more time. À, bài của Ngô Kiến Huy đúng không? 4 chữ. Ủa là cái gì đó không? Chị, tất cả đứng im. Tất cả đứng im. Một. Đâu nè. Trời ơi, dễ quá. Cua. Chưa, mới có 3 à. 4. Hả? Làm gì vậy? Đau. Đau bụng, đau bụng. Đau. Cái gì vậy? 4 chữ. Đau tim. Đau tim. Đột quỵ. Chạm đến. Sai dữ trời. Dữ trời. Ủa đây chơi sách dễ. 3 chữ. Trời. Bừng chân khóc. Bừng chân khóc. Đúng rồi. Trời bé này. Siêu thiệt. Đúng là karaoke thần tượng hay sao? Cái gì vậy? Tượng hay sao? Cái gì vậy? Hay quá cái này nè. 3 chữ. Ngủ. Không muốn ngủ một mình. Ngủ một mình. Ngủ một mình. Ngủ. Thôi khỏi cần nói. Tôi không cần nói thêm gì hết. Cái bài vượt qua chướng ngại vật của mình là khó nè mấy các bạn. Thì nói chung là các bạn biết không? Nếu thấy mà đóng lượng cái này vậy đó. Ngủ quá luôn. Mọi người để ý đi, từ sáng tới giờ á giống như là mọi người đang chơi rồi tôi à. Tại vì á, à lúc nào cũng có thẻ sinh viên, thấy không? Đúng rồi. À, còn đội này á, thẻ chữ nào cũng dài 6 chữ, 8 chữ. Quý vị, anh đã bỏ bao nhiêu tiền để có đi đi cho anh. Thật sự, chị Năm chữ không không? Này là chị ruột của tôi. Đúng rồi. Thế thì thôi, tôi không nói gì thêm nữa, tôi thua. Tôi tâm phục khẩu phục rồi. Như vậy là sau khi một khoảng thời gian chúng ta chiến đấu cân tài cân sức thì kết quả 1-1.